Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại hội nghị khẳng định, từ khi chỉ thị 16 được Ban Bí thư ban hành, thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng được mở rộng và phát triển với hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước. Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc của lao động và chuyên gia được nâng cao, thu nhập ổn định, không chỉ giúp xóa đói, giảm nghèo mà còn tích lũy đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới sau khi về nước. Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở phân tích bối cảnh mới đặt ra của thị trường lao động quốc tế, khu vực và trong nước, dự báo xu thế phát triển, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác này, xem lao động đi làm việc ngoài nước là xu thế tất yếu. Để phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập, ngoài hoàn thiện các hệ thống pháp luật có liên quan, Bộ trưởng lưu ý các địa phương cần gắn kết đào tạo cho người lao động về tác phong công nghiệp, trình độ ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, tăng cường lựa chọn lao động có trình độ, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài để tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, kỹ năng khi về nước.